rất là phê và đã. Đó. Thì cảm giác rất là quyền lực khi chúng ta để tay lên hai con nghê như này. Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của ngày 22 tháng 5 năm 2020. Và quay trở lại với kênh của nhà em nay thì em vừa hoàn thiện lên một bộ bàn ghế. Đây là một bộ bàn ghế tay 15, chất liệu gỗ hương đá, bao gồm 10 món. Đây là một hàng đặt của khách hàng là anh Cường tại xã Tuy Lộc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đây trước mặt quý vị đây là hình ảnh tổng thể của bàn ghế đây. Quý vị thấy được rất là đồ sộ, như là hoành tráng đây. Quay tổng thể bộ bàn ghế này cho mọi người xem. Thì để đi vào giới thiệu chi tiết hơn bộ ghế này thì em sẽ giới thiệu từng bộ phận một, từ chiếc ghế nhỏ. Đây là hình ảnh của chiếc ghế nhỏ đây, quý vị thấy đây. Đây là mẫu ghế là làm theo mẫu ghế nghê Bảo Đỉnh. Đây thì về kích thước của bộ ghế này có kích thước như sau, là chiều sâu là 67, còn bề ngang là 97. Đó, kích thước nhà em là làm rất là chuẩn, kích thước số rất là đẹp. Về cái đường nét đục chạm thì là toàn bộ phần trương này là chúng em là đục chạm thủ công bằng tay, thì quý vị thấy được cái hình tượng con nghê này được những người thợ chúng tôi là đục là rất có hồn. Chính giữa là có đầu của phù. Còn riêng phần vách này là chúng tôi đục CNC, nhưng mà đục CNC nhưng mà là đục rất là sâu nhé, đục rất sâu, quý vị thấy đây này, rất là sâu này, chi tiết là nổi rất là rõ này, chứ không phải là đục nông. Đó. Đây, quay gần chi tiết hơn là cái đường nét đục chạm. Đó. Riêng những phần khung vách này cũng rất là dày 6 phân đậu. Đó. Phần cột đây quý vị này, cột rất là đẹp, cột đẹp, gỗ đẹp như là chọn lọc, như là cái dáng cột cong. Tiếp theo những cái phần chi tiết bên dưới này thì quý vị có thấy là như toàn bộ phần chân này, và chúng tôi là đục chân là chân đầu lân chân móng, đầu lân chân móng này, hai tầng cổ chỉ chặt xen dẹo, cũng như là yếm là lèm yếm cong, rất là giá trị. Phần khuôn tranh ghế này là dày 3 phân rưỡi, như là ván là dày 2 phân, hàng như là chọn lọc gỗ cũng như là rất là dày dặn. Bộ sản phẩm bao gồm 10 món và bên trong này là có đôn kẹp bà cũng như là các phần đôn nhỏ. Đây, đi vào bên trong này thì tôi quay cho mọi người xem chi tiết chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài này có kích thước là cũng là sâu 67, và chiều dài của nó, chiều dài tính theo khuôn tranh là 2m17. Nó chiều dài là 2m17, quý vị thấy rất là to. Riêng phần chương ghế là chúng tôi là đục, đây là mẫu nghê phượng nhé. Mẫu nghê phượng này quý vị thấy được, đây là biểu tượng một chú chim phượng đây, được chúng tôi điêu khắc và chạm khắc và biến tấu lên. Đường nét đục chạm rất sắc nét đây. Có thể quay gần cho mọi người xem cái đường nét chi tiết về đục chạm của cái chương ghế này. Đây, quý vị thấy. Toàn bộ là đục tay thủ công nhé. Đục tay thủ công 100%. Phần ván mặt ghế là ván mặt liền một lá, dày 2 cm. Phần vách chúng tôi là đục tam sư vần cầu. Rồi, quý vị có thể để ý được những cái phần tay ghế đây. Chúng tôi đục tay nghê, và đây là mẫu, những cái mẫu mới nhất hiện nay chúng tôi. Cơ sở của tôi thì sẽ liên tục cải tiến về những cái mẫu chạm khác, rồi là mẫu hoàn toàn mới, như là cực kỳ là đặc sắc cho quý vị. Chúng tôi cải tiến từ ngày một. Đó, quý vị thấy là cái phần bộ thì hiện nay thì chúng tôi quay buổi trưa và cũng như là ở trong nhà, nên là cái ánh sáng nó không được tốt cho lắm, nên là nó không thể phản ánh màu sắc thực tế của sản phẩm. Phần bàn của chúng tôi ấy thì có kích thước là 2m17 và bề ngang là 1m07, khuôn tranh là dày 3 phân rưỡi, cũng như là ván là dày 2 phân, đục chạm là tứ linh long ly quy phượng này, quý vị thấy đây. Toàn bộ phần đục chạm chúng tôi là đục chạm long ly quy phượng, rất là sâu và sắc nét. Đây là biểu tượng 4 linh vật của trời đất, nó biểu tượng cho quyền lực, may mắn, mang đến tài lộc cho gia chủ. Và cái điều quan trọng hơn nữa của bộ bàn ghế này là khi chúng ta mua sắm gia đình mình nó đẹp là một phần rồi, nhưng mà còn phải trải nghiệm cũng như là cảm giác chúng ta ngồi như thế nào. Và ngay sau đây thì tôi sẽ ngồi và trải nghiệm thử cho quý vị được cái chiếc ghế này. Đây, tôi ngồi chiếc ghế ngoài này cho quý vị xem. Hiện tại là tôi là đang cao 1m7, nhưng mà khi vào ngồi vào chiếc ghế này thì cảm giác nó rất là rộng rãi. Đây quý vị, đây, rất là rộng rãi quý vị nhé. Đó, cảm giác rất là phê và đã. Đó. Thì cảm giác quyền lực khi chúng ta để tay lên hai con nghê như này. Đó.
Đấy, còn mọi người mà có nhu cầu thì xin liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám. Cơ sở tôi thì có địa chỉ tại xã Văn Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đấy, tôi quay lại một lần nữa tổng thể của bộ sản phẩm này để cho quý vị có thể xem và tổng quát cái bộ sản phẩm này rất là to. Quý vị nào có những phong cách mà nhà rộng như là nhà vườn thì là có thể tham khảo của bạn ghế này. Đó. Thì cơ sở tôi là có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đây có số điện thoại trên màn hình đây, 0987 510 816. Mọi người có thể xem thêm những sản phẩm khác ở tại website đồgỗtùng8.com. Nếu yêu quý thì hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và cập nhật được những video mới nhất hoàn toàn miễn phí. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video clip khác.